Sẽ chia sẻ mũi luộc nhé. Trước khi luộc mũi thì mình sẽ cho mũi trần với một chút muối và đun nước nóng lên để cho nó hết mùi hôi, và cho ít giấm hoặc là ít rượu nấu ăn vào để cho nó sạch hơn và nó hết mùi khử mùi. Sau đó mình mới mang đi sơ chế lại, sửa lại với muối và rượu rồi mình mang đi luộc nhé. Ở đây là mình trần trước đã, nước nó sôi lên là được. Với cái thịt mà phải đi trần lại cái mũi như này nó rất là bẩn này các bạn, bọt rất là nhiều. Đấy, mình trần xong sôi lên như này là được rồi. Sau đó các bạn mang đi các bạn rửa thật sạch, bỏ hết cái phần trắng này đi, rồi chuẩn bị nước mới và củ gừng, củ hành, ít rượu nấu ăn, ít muối, ít hạt lêm vào và mình luộc cho nó chín thôi. Và bây giờ mình mang ra xả nước lạnh và rửa thật sạch nhé. Khi rửa sạch xong như này nhé thì các bạn lại cho nước vào cho mình, và các bạn cho mình hạt lêm này, ở trong này có một chút rượu nấu ăn rồi, muối này, gừng này, hành này. Đấy, để luộc cho nó ngon và nó hơi đậm một chút. Bây giờ các bạn chỉ cần đun như nước nó sôi thôi, và sau đó các bạn lật dính thịt lên và luộc khoảng 10 phút là được nhé. Khi lật lại miếng thịt thì nước nó sôi lên thì mình lật miếng thịt, và lúc đấy mình mới đậy vung nhé để cho hơi hôi nó bay hết. Nước nó sôi sùng sục như này thì những cái hơi hôi của con lợn nó cũng bay hết đi nhé. Và chúng ta lật miếng thịt lên, lật như này lên, và chúng ta đậy vung lại nhé, và chúng ta om 10 phút là được. Cho vớt ra để nguội luôn, cho cái quạt cho nó thoáng, nó nhanh nguội, hoặc là ngâm vào ống nước đá này. 10 phút nó chín rồi nhé. Thế giờ mình sẽ tắt bếp và cứ ngâm như này một lúc, sau đó khoảng 5 phút nữa cho nó không bị đỏ, rồi sau đó vớt ra và để trước cái quạt để cho nó nhanh nguội và nó xe lại, thì khi thái nó sẽ giòn, nó sẽ ngon hơn, hoặc là chúng ta ngâm vào ống nước lạnh cũng được nhé. Để cho nó nguội tự nhiên được 5 phút ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vớt nó ra nhé, và các bạn bật quạt cho nó nhanh nguội và nó xe lại, thì khi ăn ấy thì thái nó rất là giòn ngon nhé, hoặc là các bạn có thể ngâm vào nước đá lạnh cho nó nhanh nguội. Chờ đợi là nó nguội thì mình thái nhé. Sau khi để nguội này các bạn nhìn thấy không, nó rất là giòn ngon luôn, ăn này nó mới ngon. Khi mua mình nhờ người ta cạo sạch đi, về mình chỉ sẵn trần lại như mình như vậy rồi luộc như này nhé. Nó rất là thơm ngon luôn. Cái phần nào mỡ các bạn không ăn được chấm mắm như mình ấy thì các bạn có thể làm nem nhé, ăn rất là ngon. Còn bạn nào mà ăn được thì thái ra như này, chấm với nước mắm, tỏi ớt, ăn rất là giòn và ngon luôn. Lên miếng thịt này, nhìn ăn cái này nó mỡ nhưng mà nó ăn lại rất là giòn, nên ăn cảm giác nó không bị ngấy. Một tháng mình phải ăn 1-2 bữa như này, không ăn rất là thèm vì ăn cái này nó giòn ấy, nó lạ miệng. Thịt này thì không hề đắt, rẻ ăn thịt con lợn thông thường. Các bạn nhớ là thái mỏng nhé, thái mỏng ăn cho nó đỡ ngấy. Cái phần nào mỡ quá chúng ta không ăn được thì sau chúng ta sẽ trộn nem ấy. Một đĩa đầy như này mới có 55.000 thôi, rất là rẻ. Chúng ta tự mua tự làm, rất là sạch sẽ, ngon. Khoảng 6 lạng. Rồi các bạn thái cho mình vài nắp ớt. Cái này nhớ cho ít tỏi, ăn cho nó dễ tiêu.
chỉ cần như vậy thôi. Thích ăn chanh thì cho ít chanh vào hoặc quất vào. Còn bạn nào muốn ăn nguyên chất thì mắm nguyên chất thì chỉ cần như này thôi. Đặt kèm thêm ít rau sống và về đĩa thịt này. Mình đã hoàn thành rồi đấy. Đây là phần thịt má mũi luộc rất là ngon và đơn giản. Bây giờ mình dùng cái clip này đây nhé.